Mà chị em xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin được cover bài hát được mang tên Độ Ta Không Độ Nàng. Hôm nay mình đã học từ chiếc mic EKAT100 và chiếc sao cả EKAT10 huyền thoại. Thì vì sao mình nói ở đây huyền thoại? Vì nó chiếc sao cả này ra âm thanh chất lượng thì quá là ok rồi. Bây giờ mình sẽ test luôn, hát luôn cover. Các bạn hay không hay, các bạn bình luận ở bên dưới cho mình nhá. Nếu mà thấy hay và like, chia sẻ âm thanh này để mình cover thoải mái, hát bài trên Facebook video lúc thúc bé lên thì mình ủng hộ giúp Mạnh Tiến các bạn nhé. Đấy, đặt trong bộ này 1.500.000 đồng thôi là có thể hát thoải mái rồi. Phật ở trên kia cao quá, mãi mãi không độ tội nàng. Vạn dòng tương tư vì ai, tiếng bó vang lên phũ phàng. Chùa này không thấy bóng nàng, Bồ Đề chẳng muốn nở hoa. Dòng kinh còn nở vạn chữ, bị ngàn phủ lên mây thu. Hồng trần hôm nay xa quá, ai ơ không thể giải bày. Hỏi người ra đi vì đâu, chắc chắn không thể quay đầu. Mộng này tan theo bóng Phật, trả lại chiếc áo ca sa. Vì sao độ ta không độ bình luận về cái bài này hát có hay không, những khẳng định một điều mọi người với các bạn là chất lượng cái nhạc phải là rất là hay, nhạc hoa mà bao giờ cũng hay. Mình nghe qua về câu chuyện này thấy rất là thê lương về một cô gì yêu một anh sư trong chùa thì đấy, mà anh ấy không yêu đấy rồi tự tử chết thì đó. Nghe qua vậy thôi nhưng mà cảm giác của bài rất là hay, tuy là mình không được nhân tâm lắm. Vì người hòa rơi hữu ý, khiến nước chảy càng vô tình. Một thùa hoa niên âm tán, tiếng mõ xưa nay rối loạn. Bồ Đề không nghe tiếng nàng, hồng trần đã mây đổ hoa. Mắt còn vui